chịu cái vòng lại, cái vòng lại giữ thăng bằng. Tức là mình khi mà mình cầm cái vòng lại cộng bình có thể mình nhẹ hơn. Để giữ thăng bằng. Đó đúng rồi, nhờ cái điều khiển cái tinh thôi. Quay ở dưới này. Chiếc cái vòng lại. Cái này là để cho mình tập cái chiếc cái vòng lại nó nhỏ bụng. Chủ yếu là để vậy đó. Để mình chiếc cái vòng lại cái cộng bình có thể mình nhẹ hơn, mình điều khiển hai cái tinh thôi. Đâu, dễ. Hai cái chị nãy chị làm lắc mấy cái vô liền.